xong lại để anh ra cho. Vâng các bạn, là bể phốt chất tích này là đặt xong thì các bạn phải bơm nước vào. Đấy. Phải bơm nước vào đầy bể trước khi lắp cát nhá. Để ổn định bể, và thứ hai là khi lắp cát các bạn đầm dùi cát, nén cát thì nó không bị biến dạng móp bể. Để bể xuống sau khi lắp đặt hết phụ kiện xong, định vị vị trí, các bạn bơm nước vào. Chúng ta bơm nước sạch vào đầy bể. Bơm nước sạch vào đầy bể phốt luôn. Ok. Bơm vào đầy bể, sau đó chúng ta mới lấp cát và đầm dùi ở phía trên, các bạn đổ nền, đổ bê tông, đầm nền, dùi thoải mái. Ok. Vâng các bạn, để lắp chờ cho đường, để tính toán độ cao thích hợp để lắp đặt bể phốt, để chúng ta đổ đáy bê tông, thì các bạn để ý cái bồn đối với bồn một khối, thì từ đỉnh lắp này đến kim, đến tim đường vào của nó là khoảng 14 cm. Đấy. Còn từ đỉnh lắp này đến tim đường ra, từ trên xuống
là 18 cm. Đấy các bạn, căn chỉnh để các bạn tính toán căn chỉnh chờ đường vào đường ra cho phù hợp để các bạn đào hố, đào hố đặt bể phốt. Thì đối với bể phốt này thì đối với cụ thể ở trường hợp này thì khách hàng tính toán là đã đổ lớp bê tông dưới đáy nền và từ mặt bể phốt này lên cao đến cái mặt sàn của nhà, của sàn nhà đến mặt lát nền của sàn nhà là còn khoảng 30 cm nữa. Đấy thì đối với như vậy thì chúng ta sẽ nối thêm. Đấy, đối với trường hợp này thì khi nền lên cao 30 cm nữa thì các bạn nối thêm 20 cm, nối thêm một đoạn ống 110 lên cao 20 cm nữa bắt đầu đến cái lát này. Thì lúc đó thì đổ bê tông, cái nền này chúng ta đổ bê tông cứng luôn, chết luôn để làm nền. Ở phía trên mặt nền các bạn chỉ chờ một lát để sau này có thể mở lát này ra để cũng cặn thôi. Đấy, chúng ta đổ thêm 20 phân nữa, ok. Đấy. Đấy, còn đoạn đây, cái đường vào này là từ trên mặt đáy bể phốt ra là cao 1m25. Đấy, cái đường ra các bạn tính toán cái đường ra này, phi 90 này, cái đường ra của nó là cách cái đỉnh bình là 18 cm đến tim của đường ra. Đấy, đến tim đường ra nhé, đến đỉnh là 18 cm. Đấy, để các bạn tính toán làm sao cho để lên nó hợp lý. Và cái đường này, cái đường vào từ mặt đỉnh cái lát này đến đường vào là tim đường vào là 14 cm. Ok, tôi là Tiến Sơn Hà. Đấy, tôi mong các bạn là khi các bạn có nhu cầu sử dụng bể phốt tự hoại xét tích thì các bạn hãy ủng hộ sản phẩm của tập đoàn Sơn Hà nói chung cũng như ủng hộ Tiến Sơn Hà tôi nói riêng. Chào các bạn. Vâng, đây là bể phốt 1.000 lít một khối đã được đặt xuống vị trí. Đấy, để lắp đặt thế này thì chúng ta phải đổ một lớp bê tông ở đáy chống lún. Ở đây là sau khi đặt xuống thì bể phốt 1.000 này có kích thước là rộng đường kính là 1m2, chiều cao từ đáy lên đến đỉnh nắp là 1m25. Đấy, bể chúng ta có một đường vào phi 110. Đấy, đường nước vào phi 110, đường thải cống, đường thải ra, đường ra là phi 90. Trên cùng là một lỗ chờ ở hút cạn à phi 110 này. 110. Đấy, đây là cái này là lỗ chờ hút cạn, thì trong này các bạn nối thêm một đoạn ống tiền phong có độ cao tùy chỉnh đến cái mặt nền của nhà các bạn. Sau đó cái này hút vào trên là phi 110. Đúng cạn phi 110 luôn. Phía trong của bể là được chia làm hai ngăn, một ngăn chứa chính và một ngăn chứa các quả cầu lọc. Ok, còn đây là lỗ thông hơi phi 34, các bạn lắp một cái gen phi 34 ở đây, thông dẫn ống, nhân ống vào hộp kỹ thuật làm ống thông hơi. Bắt buộc bể phốt chúng ta phải có ống thông hơi nó mới đảm bảo an toàn. Đấy, các bạn thấy là bể phốt Sơn Hà diện tích 1.000 lít, bảo hành sản phẩm là 50 năm. Một số lưu ý này, khi các bạn nhận hàng thì các bạn mở lắp ra linh kiện, kiện nó để ở trong bầu này. Linh kiện của chúng ta thì có hai cái ống cao su này, hai cái ống cao su chờ lắp được vào đường ra, và một gói cái gói men vi sinh cũng như là bốn đai inox đây đó, để lắc chờ ở kia. Ok, đấy, còn hôm nay tôi Yến Sơn Hà đã giới thiệu video cho các bạn là chi tiết sản phẩm bể phốt xét tích 1.000 lít.